kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, và tôi là Phương Thảo, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin hôm nay. Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, qua 7 tháng đầu năm 2022, tình hình thu hút dự án vào đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tiếp tục tăng khá. Cụ thể, qua 7 tháng, toàn tỉnh đã thu hút 44 dự án mới vào đầu tư, tăng 10 dự án so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 39 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, 5 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký gần 45 triệu đô la Mỹ. Cũng trong 7 tháng đầu năm, có thêm 51 dự án điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư. Lũy kế, đến nay, tỉnh Hưng Yên có trên 2.100 dự án vào đầu tư còn hiệu lực, trong đó dự án đầu tư nước ngoài đạt số vốn gần 6 tỷ đô la Mỹ. Do chưa quyết liệt vào cuộc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đến nay công tác triển khai và giải ngân vốn của một số chủ đầu tư còn chậm. Điển hình như huyện Văn Lâm, thành phố Hưng Yên, huyện Quế Châu, huyện Yên Mỹ, giải ngân đạt dưới 10%, các huyện thị xã Kim Động, Mỹ Hào, Tiên Lữ, Ân Thi, Phù Cử, Văn Giang giải ngân đạt dưới 20%. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư năm 2022, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao, không để thu hồi vốn về ngân sách trung ương và hủy dự toán. Các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án do tỉnh quản lý cần chủ động tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định công nhận hai làng nghề mộc Chi Lăng, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu và làng nghề mộc mỹ nghệ Mão Trinh, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào, nâng tổng số làng nghề được công nhận lên 43 làng. Hai làng nghề này đều có số hộ làm nghề đạt từ 30 đến 50% tổng số hộ, doanh thu đạt trên 130 tỷ đồng, thu nhập cho lao động từ 9 đến 11 triệu đồng. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của làng nghề chủ yếu là khu vực trong tỉnh và ngoài tỉnh và các tỉnh thành lân cận với Trung Quốc. Các làng nghề đều thành lập nhóm tự quản về môi trường, tổ chức ngày cuối tuần xanh, các nhà xưởng sản xuất kinh doanh đã đầu tư xây dựng nhà kín, hệ thống ống khói xử lý rác thải, vải vụn và mùn cưa được thu gom bán cho đại lý. Cống rãnh thoát nước đảm bảo tiêu chí về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn lao động. Nhằm ngăn ngừa tình trạng sản xuất kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế, nhất là mặt hàng thuốc điều trị sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm cúm mùa không bảo đảm chất lượng, tăng giá bất hợp lý trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý mua bán sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm thuốc chữa bệnh cúm mùa. Theo đó, các sở ngành, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các bộ ngành trong việc quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế trên địa bàn, chú trọng đến sản phẩm thuốc điều trị sinh phẩm, chẩn đoán xét nghiệm cúm mùa, test nhanh xét nghiệm cúm mùa, tuyên truyền phổ biến hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước trong việc sản xuất kinh doanh thuốc điều trị sinh phẩm, chẩn đoán xét nghiệm cúm mùa, test nhanh xét nghiệm cúm mùa. Nhóm Team Lee gồm nhiều thành viên 9X vừa hoàn thành dự án ý nghĩa, phục dựng lại bức ảnh của 10 cô gái đã hy sinh ở ngã ba Đồng Lộc. Theo đó, khi biết được thông tin 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh ở ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 7 năm 1968 vẫn chưa có bức ảnh thật sự đẹp, cả nhóm đã quyết định bắt tay vào thực hiện với quyết tâm phục dựng cho các cô từng bức ảnh thật đẹp rồi trao tận nơi chính quyền và ban quản lý di tích để trưng bày. Ngày 18 tháng 8 năm 2022, sau 2 tuần miệt mài tỉ mẩn, cả nhóm đã hoàn thành vượt mức thời gian đề ra, có mặt ở nơi các cô hy sinh để trao những bức ảnh vừa hoàn thành. Việc phụ dựng được các thành viên trong nhóm tự nguyện sắp xếp thời gian và bỏ tiền túi để làm như một cách tri ân với những người đã hy sinh cho Tổ quốc. Lễ hội Nghinh Ông, tên đầy đủ là Lễ hội Quan Thánh Đế Quân Xuất Du, cứ 2 năm diễn ra một lần vào năm dương lịch chẵn như năm nay 2022. Đây là lễ hội rất đặc sắc của người dân vùng biển Phan Thiết. Lễ hội Nghinh Ông Phan Thiết được chia làm hai phần. Phần lễ diễn ra tổ chức lễ thỉnh kiệu bà Thiên Hậu tại Thiên Hậu Cung ở thị trấn Phú Long. Sau đó tiến hành tổ chức lễ phóng sanh 100 con chim sẻ tại Quan Đế Miếu. Sau đó, các phần như cúng ngọ, cúng thí thực, thả thuyền ở cảng cá Phan Thiết. Phần hội chính ở lễ hội Nghinh Ông là du hành đường phố. Đoàn diễu hành còn tái hiện hình ảnh các nhân vật gắn với văn hóa dân gian như Bát Tiên, Thần Tài, Thầy Trò Đường Tăng, Bao Công, Phúc Lộc Thọ. Nhiều đội thanh niên của các hội quán hòa tấu nhạc cụ truyền thống và múa lân sư rồng. Đặc biệt, màn biểu diễn rồng xanh kỷ lục Việt Nam với con rồng dài 60 mét. Đây là một trong những lễ hội đặc trưng của người dân Phan Thiết, nơi người dân chủ yếu làm nghề biển, sinh kế gắn chặt với biển.
Việt Nam đang chuẩn bị mọi tiền đề để sử dụng thiết bị bay không người lái UAV drone vào sản xuất nông nghiệp. Tại Việt Nam, tiềm năng ứng dụng drone trong nông nghiệp được đánh giá là rất lớn. Trong năm 2020-2021, Cục Bảo vệ Thực vật đã phối hợp cùng các tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm, các đơn vị cung cấp thiết bị bay trong nước tiến hành một số các mô hình thử nghiệm phun thuốc bằng drone. Trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, ứng dụng drone để phun thuốc bảo vệ thực vật đang trở nên ngày càng phổ biến nhờ những ưu điểm nổi bật về hiệu quả, độ chính xác, tiết kiệm chi phí công lao động, giảm lượng nước, thuốc sử dụng, công suất cao, bảo vệ sức khỏe cho nông dân khi hạn chế tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật. Theo trình bày của một gia đình ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, chiều ngày 19 tháng 8, khi đi làm về thì phát hiện cửa phía sau bị đập vỡ kính, kẻ lạ vào nhà trộm tiền nữ trang và nhiều ngoại tệ trị giá gần 1,4 tỷ đồng. Vào thời điểm kẻ gian đột nhập vào nhà, một bé trai đang chơi ở nhà bà ngoại kế bên và phát hiện có kẻ lạ vào nhà mình nên đã gọi điện báo với mẹ. Tuy nhiên, lúc kiểm tra camera giám sát, nhìn vào cửa trước thì chủ nhà không phát hiện có người, cửa vẫn đóng nên tiếp tục làm việc. Tuy vậy, khi trở về nhà thì phát hiện mất 1,4 tỷ đồng. Qua trích xuất camera của chủ nhà, có một người đàn ông mang quần ngắn, áo trắng, đeo khẩu trang đi từ phía cửa sau nhà lên phòng ngủ. Sau ít phút, người này cầm trên tay một bịch màu đen rồi nhanh chóng rời đi. Có rất nhiều nhà hàng bán đồ ăn thường xuyên cử nhân viên ra đường đứng vẫy mời chào khách vào dùng bữa ăn. Đoạn clip ghi lại tình huống thoát nạn trong gang tấc của người đàn ông đứng mời khách vào nhà hàng khiến nhiều người thót tim. Đoạn clip do camera an ninh ghi lại được tình huống xảy ra trước cửa một nhà hàng trên đường Trần Quốc Nghĩễn, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang được chia sẻ lên mạng xã hội. Theo người chia sẻ clip, giữa trưa nắng, người đàn ông trung niên cầm ô đứng ven đường vẫy khách trước cửa hàng. Chiếc xe ô tô đầu tiên đi qua vì không có nhu cầu. Tiếp đó, một chiếc xe ô tô màu đỏ đi tới. Không biết do nữ tài xế có ý định vào nhà hàng hay nhầm lẫn mà điều khiển xe ô tô lao lên vỉa hè, húc đổ một cây xanh. Thật may khi thấy có dấu hiệu nguy hiểm, người đàn ông cầm ô đã nhanh chóng lùi sâu vào vỉa hè, tránh được vụ tai nạn. Sau 2 tháng thực hiện chuyên đề về hoạt động xe cơi nới thành thùng chở hàng quá tải trọng trên các tuyến đường, các lực lượng chức năng của tỉnh Hưng Yên đã tuyên truyền vận động, cưỡng chế việc tháo cắt thùng xe cơi nới gần 500 trường hợp. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã xử phạt trên 1.300 trường hợp vi phạm với số tiền 4,4 tỷ đồng, trong đó có 309 trường hợp nồng độ cồn xử phạt 2,3 tỷ đồng, 101 xe quá tải trọng xử phạt 600 triệu đồng. Đợt cao điểm kéo dài trong 3 tháng từ ngày 20 tháng 7 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2022, việc kiên quyết cắt bỏ cơi nới thành thùng trên các phương tiện xe tải được xem là giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm vấn nạn xe quá khổ quá tải gây nhức nhối trong thời gian qua. Cảnh sát ở thành phố Banka thuộc bang Bihar của Ấn Độ thông báo mới triệt phá một băng nhóm điều hành một đồn cảnh sát giả, tống tiền hàng trăm người trong vụ lừa đảo kéo dài gần 8 tháng. Theo đó, những kẻ lừa đảo đã thiết lập đồn cảnh sát giả bên trong một khách sạn chỉ cách đồn cảnh sát thật của thành phố Banka khoảng 500m. Băng nhóm đã đánh lừa mọi người bằng cách mặc đồ giống cảnh sát và mang theo súng thật. Giới chức nói rằng nhóm lừa đảo đã thực hiện chiêu trò của họ bằng cách thu phí những người dân địa phương đến đồn cảnh sát giả để nộp đơn khiếu nại, thu phí hỗ trợ mua nhà ở xã hội hoặc xin việc làm trong lực lượng cảnh sát. Ít nhất 5 thành viên của băng nhóm, trong đó có 2 phụ nữ, đã bị bắt giữ. Theo kết quả một nghiên cứu được công bố ngày 19 tháng 8, gần 50% số ca mắc bệnh ung thư trên toàn cầu bắt nguồn từ một yếu tố nguy cơ đã biết, chủ yếu là thuốc lá hoặc rượu. Nghiên cứu đã phân tích tác động của 34 yếu tố nguy cơ và xác nhận lại thông tin đã được biết đến rộng rãi trước đó, rằng việc hút thuốc lá cho đến nay vẫn là yếu tố lớn nhất góp phần gây ra ung thư, chiếm 33,9% các trường hợp, tiếp theo là rượu với 7,4%. Hơn 50% số ca tử vong do ung thư của nam giới là do các yếu tố nguy cơ này. Trong khi đó, thuốc lá và rượu cũng góp phần gây ra hơn 1/3 số ca tử vong do ung thư ở nam giới. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố số liệu thống kê cho thấy số người sử dụng mạng di động 5G tại Trung Quốc đã lên tới 475 triệu người tính đến cuối tháng 7 vừa qua. Cũng theo số liệu này, tính đến cuối tháng 7, Trung Quốc đã xây dựng khoảng 1,97 triệu trạm cơ sở mạng 5G ở tất cả các tỉnh, thành phố và huyện, và 96% thành phố được bao phủ mạng 5G.
việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin mới gồm mạng 5G và các mạng cáp quang tốc độ cao sẽ tiếp tục được thúc đẩy và việc kết nối sâu các mạng này với các lĩnh vực sẽ được đẩy nhanh. Tại thời điểm cuối năm 2021, Trung Quốc chỉ có 120 triệu người dùng mạng 5G. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!